Chào mừng quý vị và các bạn đến với số đầu tiên của chương trình Nhịp sống đô thị. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang bước vào những ngày mùa thu, cũng là những ngày kỷ niệm 61 năm giải phóng thủ đô. Cùng với thủ đô Hà Nội, bộ mặt của các đô thị trên khắp mọi miền Tổ quốc cũng đang thay da đổi thịt từng ngày với nhiều thành tựu nhưng cũng không ít trăn trở. Phản ánh mọi hơi thở của đời sống đô thị từ quy hoạch xây dựng quản lý và những phát sinh trong cuộc sống của cư dân đô thị, đặc biệt là ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cũng là mục tiêu mà chương trình Nhịp sống đô thị của kênh truyền hình Nhân dân hướng tới. Thưa quý vị và các bạn, kẹt xe tắc đường là thực trạng mà cư dân đô thị gặp phải ở bất cứ thành phố lớn nào, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Theo báo cáo mới nhất của các cơ quan chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng kẹt xe ùn tắc giao thông trên 30 phút hầu như không xảy ra trên địa bàn thành phố. Thậm chí lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh còn cho rằng xe còn nhúc nhích là không ùn tắc. Nhưng thực tế hiện nay lại không như vậy. Tại nhiều nơi, tình trạng ùn tắc trở thành nỗi ám ảnh hàng ngày. Tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2015, thành phố đang quản lý hơn 7,2 triệu phương tiện, trong đó có đến hơn 6,5 triệu xe mô tô. Xe mô tô trung bình mỗi năm tăng đến hơn 10%. Đó là chưa kể hơn 1 triệu xe gắn máy vãng lai của các tỉnh lưu thông hàng ngày trên đường thành phố. Thói quen lưu thông bằng xe gắn máy trở thành đặc thù mà đến thời điểm này, hầu như chưa chính sách nào của thành phố có thể giải quyết dứt điểm. Để so sánh, nếu hơn 7 triệu xe cùng lưu thông trên diện tích 26 triệu mét vuông mặt đường giao thông ở thành phố, thì các xe máy gần như xếp kín mặt đường. Thêm vào đó, ngay chính Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng thừa nhận, ngay cả chuyện phát triển các phương tiện giao thông công cộng cũng gặp vấn đề. Xe buýt không có làn đường riêng, phải giao thông hỗn hợp cùng các phương tiện cá nhân khác, làm ảnh hưởng tới lưu thông lẫn an toàn giao thông. Ý thức tham gia giao thông của người dân cũng là vấn đề nổi cộm, khiến việc lưu thông ở các con đường thành phố Hồ Chí Minh vào giờ cao điểm trở thành nỗi mệt mỏi của người dân. Cái khoảng thời gian kẹt xe buổi sáng là tầm từ 7 giờ đến 8 giờ là kẹt xe, còn buổi chiều là từ 6 giờ đến 7 giờ rưỡi. Mà có những lúc những cái ngã tư rất là cần những cái người mà để hướng dẫn giao thông, mà lúc đó thì không thấy người nào. Số liệu từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2015, có khoảng 152 triệu lượt hành khách đi xe buýt, giảm khoảng 15 triệu lượt, tức là 8,9% so với 6 tháng đầu năm 2014. Các điểm đen kẹt xe ở thành phố Hồ Chí Minh như là vết dầu loang, những điểm kẹt xe như ngã ba Chú Ía, vòng xoay Hàng Xanh, điểm nút giữa các đường Đinh Bộ Lĩnh, Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường Cộng Hòa giờ đã cũ, ngay như điểm cầu Trần Khánh Dư nối liền quận Nhất với quận Phú Nhuận. Trước đây thì không kẹt xe, nhưng sau khi phân luồng lại, giờ đã thành điểm kẹt xe thường xuyên mỗi giờ tan tầm. Các đường vào cửa ngõ thành phố như khu Cát Lái, Thủ Đức, thậm chí là quận 7 cũng đã bắt đầu xuất hiện kẹt xe cục bộ. Ngay cả xe cứu thương lưu thông trong giờ cao điểm cũng thực sự khó khăn, khiến cho việc giành lấy sự sống cho người bệnh cũng là vấn đề nan giải của các bệnh viện, y bác sĩ. Hiện tại thì nhà nước của mình thì có những phương án như là cái cảnh sát giao thông điều tiết hoặc là phân làn đường hợp lý. Nhưng mà hiện tại thì những cái đó chỉ là phương pháp tạm thời mà thôi, cũng không giải quyết được nhiều lắm. Theo em nghĩ thì do ý thức của người dân mà đi lại nó hợp lý thì nó sẽ giảm thiểu được cái nạn kẹt xe. Là tại cuộc hội thảo quốc tế Cơ hội và Thách thức cho phát triển đô thị bền vững tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của 71 giáo sư, học giả quốc tế đến từ các nước Nhật Bản, Pháp, Malaysia, Philippines, Nepal, Lào cùng các chuyên gia về đô thị tại Việt Nam. Các nhà khoa học đã ước tính rằng với nạn tắc nghẽn giao thông hiện nay, mỗi năm thành phố tổn thất lên đến khoảng 23.000 tỷ đồng, tương đương với 1,2 tỷ đô la. Tuy nhiên, đại diện phía Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lại có cách đánh giá khác. Ví dụ kẹt xe là thành phố đã gỡ rất nhiều rồi, rất nhiều giải pháp, rất nhiều năm, và đến thời điểm này thì cái số là điểm kẹt xe thì nó giảm rất là nhiều. Kể cả tai nạn giao thông hàng năm mình giảm trên 10%, mà có năm mình giảm 20%. Kể cả cái tình trạng kẹt xe trên mỗi lúc giảm rất là nhiều. Ùn tắc thì bây giờ lâu đâu nó có ùn thôi, không có tắc.
quỳnh là đi chậm chậm, còn tắc thì tắc luôn. Đấy thì báo cáo chí tiến bộ rất là nhiều, em cũng phấn đấu rất nhiều. Điều bất cập không riêng của thành phố Hồ Chí Minh mà các địa phương khác là trong quản lý có sự tách biệt giữa ngành quản lý giao thông và ngành quản lý đô thị. Cảnh đường vừa được làm đã lại đào, khiến trở thành các điểm đen trong giao thông không còn quá xa lạ. Thậm chí, chuyện phát triển nóng đô thị nhưng các cảnh báo từ chuyện hạn lưu thông, bãi đậu xe chưa đủ vẫn tiếp tục được kêu. Kẹt xe, tắc nghẽn giao thông sẽ vẫn là chuyện dài nhiều tập ở các đô thị lớn, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta vừa theo dõi thực trạng về kẹt xe tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với một câu chuyện khác cũng về sự eo hẹp trong không gian ở các đô thị. Đó là thực trạng thiếu sân chơi, chiếm dụng sân chơi dành cho trẻ em. Trẻ em tại các đô thị ngày càng thiếu không gian để vận động, khiến các em lựa chọn đắm mình vào trò chơi điện tử trực tuyến có yếu tố bạo lực để giải trí, thay vì tham gia các hoạt động vui chơi nhằm nâng cao thể lực và trí tuệ. Phóng sự được thực hiện tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu tập thể Thành Công, một trong những khu vực có mật độ dân số đông nhất thành phố Hà Nội. Vì thế, nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân là rất lớn. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, những khu đất sinh hoạt chung vốn được thiết kế làm sân chơi đã bị chiếm dụng, bị biến thành chỗ để xe và bán hàng như thế này. Hiện nay các cháu không thể xuống sân được, vì là ở sân là xe cộ rồi thì là buôn bán tất cả các thứ, không có điều kiện để các cháu chơi. Mong muốn là thành phố tới đây là cũng như là ở trên đài báo đã nói rồi thì nên cố gắng là làm sớm để cho chúng tôi có cái chỗ mà các cháu nó vui chơi, hoặc là không có các cháu hiện nay là cứ đưa vào cái hàng internet thì chúng tôi rất là lo ngại. Vâng, bởi vì các cháu còn nhỏ mà các cháu vào đấy thì sau đấy ảnh hưởng đến cái học tập của các cháu. Nhiều khu tập thể khác của Hà Nội như Kim Liên, Nam Đồng, Giảng Võ cũng đang bị rơi vào tình trạng trên. Mặc dù trước kia nơi đây cũng có những không gian dành cho vườn hoa, sân chơi khá lý tưởng. Câu chuyện thiếu sân chơi không chỉ có ở những khu dân cư được xây dựng từ hàng chục năm trước, mà còn xảy ra ở những khu đô thị mới, những nơi mà theo quy hoạch xây dựng đều phải dành đất cho vườn hoa, sân chơi. Không khó để bắt gặp những tòa nhà như thế này với mật độ dày đặc ô tô, xe máy xung quanh và một không gian cần thiết để đặt các trang thiết bị vui chơi cho trẻ em thì hoàn toàn vắng bóng. Tại một cuộc hội thảo gần đây về vườn hoa, sân chơi trong các khu dân cư ở Hà Nội, một vài con số được đưa ra đã khiến không ít người giật mình khi không gian xanh ở Hà Nội mới chỉ đạt mức rất thấp là 1,7 m² một người. Cá biệt có phường Trung Phụng, quận Đống Đa có 17.000 dân sinh sống nhưng chỉ có vẻn vẹn 30 m² sân chơi. Trong khi đó, theo quy hoạch Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thì hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và hồ của thành phố phải có diện tích bình quân là 2,43 m² một người. Lý giải về tình trạng thiếu hụt và xuống cấp các sân chơi tại Hà Nội hiện nay, các chuyên gia đều cho rằng nguyên nhân là do tốc độ phát triển đô thị quá nhanh, kéo theo đó là dân số tăng nhanh khiến tỷ lệ cây xanh công cộng trên đầu người thấp hơn so với nhiều nước. Vì thế, dẫn đến tình trạng thiếu các khu sân chơi, vườn hoa. Ngoài nguyên nhân khách quan kể trên thì cũng không thể không kể đến những nguyên nhân chủ quan mà theo các chuyên gia thì đây mới là những nguyên nhân quan trọng. Đó chính là do một số cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, chủ đầu tư các tòa nhà chưa thực sự quan tâm đến tầm quan trọng của việc tạo không gian vui chơi cho các em nhỏ trong các khu dân cư. Khi một cái khu đất công cộng mà đã bị tư nhân hóa thì việc đòi lại là có muôn vàn khó khăn. Bởi vì rất nhiều lý do là sinh kế, là những cái lịch sử để lại, rồi thì những cái vướng mắc trong những cái đối tượng chính sách. Thì đấy là những cái mà thách thức chính quyền địa phương và người dân ở đó phải có một sự quyết tâm và có một cái sự hỗ trợ về mặt pháp lý từ những cơ quan quản lý nhà nước. Nhưng quan trọng cơ bản nhất đấy chính là cộng đồng dân cư, cái sự nhận thức và đoàn kết để mà có sự đồng thuận khi giành lại những không gian công cộng vốn là không gian công cộng đã bị chiếm dụng trở thành tư nhân.
các cái khu đô thị, các cái khu nhà ở cũ ấy, là khi mà thiết kế là người ta đều có sân chơi vườn hoa nhưng mà đã bị lấn chiếm thì phải có một cái tổng rà soát, và chúng ta sẽ thấy là cái thiếu ở đâu, và chúng ta sẽ từng cái khu đô thị và từng cái chúng ta sẽ có một cái kiểu như là lên một cái quy hoạch ấy, tổng thể về các sân chơi vườn hoa và các cái đất xen kẹt. Lúc đấy mình sẽ cân đối là cái khu vực này là đương thiếu vườn hoa sân chơi thì những cái khu đất xen kẹt đấy không được thu hồi để làm mục đích khác mà nên sử dụng cho mục đích sân chơi vườn hoa hay là không gian công cộng nói chung thì nó sẽ tốt hơn. Trước thực trạng khát sân chơi cho trẻ em nhiều năm qua, nhiều người dân tại các khu dân cư, khu đô thị mới và nhiều tổ chức cá nhân ở Hà Nội đang nỗ lực để tìm lại sân chơi cho các em. Chính quyền một số quận huyện đã sớm nhận thức đầy đủ và đúng đắn hơn về việc tạo sân chơi cho trẻ em trong các khu dân cư. Qua đó, khắc phục khó khăn về việc cân đối nguồn kinh phí, triển khai hình thức xã hội hóa và bước đầu thu được những kết quả rõ rệt. Quận Cầu Giấy là một trong những địa bàn dẫn đầu Hà Nội trong việc huy động nguồn vốn xã hội hóa đầu tư các khu vui chơi cho trẻ em. Tại nhiều phường trên địa bàn, nhờ sự quan tâm của chính quyền và người dân, một số khu đất xen kẽ trong các khu dân cư hoặc những mảnh sân chung trong các khu tập thể đã trở thành điểm vui chơi cho các cháu nhỏ. Có thể kể đến như khu vui chơi công cộng phường Nghĩa Tân, nhà văn hóa phường Dịch Vọng Hậu, sân chơi tổ 24, tổ 27, phường Trung Hòa. Tôi thấy cái sân này rất là hợp lý với các cháu. Vừa gần nhà mà lại rất là nhiều trò chơi để cho các cháu chơi mà nó đẹp, sạch sẽ nữa. Đến nay, sau những năm thành lập thì chúng tôi đã có tất cả các phường thì đều có các trung tâm văn hóa thể thao. Thứ hai là có hai cái công viên lớn, công viên Cầu Giấy và công viên Nghĩa Đô. Cùng với hai công viên đó thì 8 trung tâm thể thao văn hóa thể thao của các phường, rồi các cái sân chơi khu dân cư cũng đã được đầu tư nâng cấp. Thông qua việc rà soát rồi đầu tư, hiện nay là 19 cái hạng mục sân chơi ở các phường và các trường học trên địa bàn thì đều được đầu tư lắp đặt các thiết bị thể thao để cho trẻ em, và có thể nói cái việc quan tâm đầu tư đó đã đáp ứng được cái nguyện vọng và cái nhu cầu chính đáng của nhân dân cũng như là các thanh thiếu nhi trên địa bàn quận. Cũng nằm trong nỗ lực cùng xã hội tạo thêm nhiều hơn nữa sân chơi cho trẻ em ở những góc khác của Hà Nội. Có những bạn trẻ đang âm thầm tạo dựng các sân chơi giá rẻ để trẻ em có được một không gian vui chơi đúng nghĩa. Điểm đặc biệt của những sân chơi như thế này là tất cả mọi thiết bị, đồ chơi hầu hết đều được làm bằng đồ tái chế như lốp xe, dây thừng, gỗ có giá rẻ nên rất tiết kiệm kinh phí để đầu tư. Những vật liệu này được sơn những màu sắc khác nhau tạo thành những đồ chơi độc đáo, thu hút các em nhỏ. Ban đầu bọn mình cũng chỉ có cái ý định là làm sao để tạo ra sân chơi rất đơn giản cho các em thôi. Thế thì bọn mình cùng với cả một số kiến trúc sư là cùng nhau tự thiết kế, tự làm và đến gặp tổ dân phố. Và sau đấy thì sau sân chơi đầu tiên thì rất được ủng hộ. Bọn mình tiếp tục phát triển ý tưởng đấy và bây giờ nhóm mình cũng đã khá là đông và làm được khá nhiều sân chơi. Ngoài ra các cái thiết kế mà bọn mình tự làm càng ngày càng được cải tiến. Thế thì bọn mình hy vọng là những cái sân chơi như thế này sẽ được mở rộng hơn. Câu chuyện về thực trạng vườn hoa, sân chơi cho trẻ em như vậy là đã rõ. Nguyên nhân của những bất cập cũng đã được làm rõ và cũng đã có những bước đi đáng ghi nhận của chính quyền các cấp, của các tổ chức, cá nhân trong việc khắc phục sự thiếu hụt, không gian vui chơi đúng nghĩa cho con trẻ. Sự chung tay của cộng đồng là cần thiết. Tuy nhiên, giải pháp quan trọng nhất vẫn nằm ở việc chính quyền các cấp cần có nhận thức đúng đắn và thực hiện nghiêm túc việc quy hoạch, xây dựng khu vui chơi giải trí cho trẻ em. Bởi đầu tư cho nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của trẻ em cũng chính là đầu tư cho sự phát triển toàn diện của trẻ, góp phần hướng đến một tương lai tươi sáng cho chính con em chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Nhịp sống đô thị số đầu tiên của kênh truyền hình Nhân dân cũng xin được tạm dừng tại đây. Quý vị và các bạn có thể chia sẻ đóng góp với chương trình hay đơn giản là có những vấn đề tại đô thị muốn được phản ánh thì xin mời liên hệ với chúng tôi qua hộp thư điện tử nhịpsongdothi@nhandantv.vn. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.